40 năm Khmer Đỏ chiếm Phnom Penh, đối lập đòi sự thật tin từ Phnom Penh, Cambodia. Vào ngày hôm nay, dịp tưởng niệm 40 năm ngày Khmer Đỏ chiếm thủ đô Cambodia, mở màn cho cuộc diệt chủng với khoảng 2 triệu nạn nhân đã không được chính thức tổ chức. Nhân dịp này, lãnh đạo đối lập Sam Rensi kêu gọi công lý cho tất cả các nạn nhân và sự thật về tội ác Khmer Đỏ. Hãng thông tấn AFP cho hay là ông Sam Rensi đã có một bài phát biểu trước hàng trăm người Cambodia tưởng nhớ đến những người đã chết dưới chế độ Khmer Đỏ năm 1975 đến 1979 tại Chuong Ek, ngoại ô của Phnom Penh, một địa danh nổi tiếng trong số các cánh đồng chết, tức là những nơi đã xảy ra các vụ thảm sát lớn. Lãnh đạo đối lập nhấn mạnh, chúng tôi đòi công lý cho tất cả các nạn nhân và nếu chúng ta không làm điều gì ác, chúng ta không việc gì phải sợ việc công lý được làm sáng tỏ. Sau bài phát biểu, ông Sam Rensi đã tới mặt niệm trước đài tưởng niệm Chuong Ek, nơi lưu giữ nhiều hộp sọ của những người bị giết hại. Không có bất cứ đại diện chính phủ nào có mặt trong buổi lễ, cũng như không có hoạt động chính thức nào được tổ chức nhân dịp này. Bản thân của Thủ tướng Hun Sen là một cựu thành viên Khmer Đỏ, nhưng danh đoàn kết dân tộc đã chỉ trích không khí hồi tưởng về thảm kịch làm thiệt mạng đến 1/4 dân số Cambodia. Chính quyền Cambodia chỉ dành ngày 20 tháng 5 hàng năm được gọi là ngày oán hận để nhắc lại với giới trẻ thảm kịch do Khmer Đỏ gây ra. Thủ tướng Hun Sen cũng chưa bao giờ có phát biểu nào nhân dịp này và công khai phản đối việc mở ra các điều tra mới về tội ác Khmer Đỏ. Dù sao thì năm ngoái đã có 3 cựu lãnh đạo Khmer Đỏ bị tòa án đặc biệt tại Phnom Penh do Liên Hiệp Quốc bảo trợ kết án. Nguyen Chia là lãnh đạo về tư tưởng của chế độ, năm nay 88 tuổi, một người sùng bái ý thức hệ Mao Trạch Đông và chủ tịch chính quyền Khmer Đỏ, Khieu Samphan, 83 tuổi, bị kết án chung thân vì tội ác chống nhân loại, đặc biệt với việc cưỡng bức dân Phnom Penh sơ tán. Có mặt tại buổi lễ ở cánh đồng chết, Chuong Ek, nhiều người đã kể lại với AFP những hồi ức đau thương 40 năm trước. Đối với bà Khieu Khieu, có 36 người thân chết trong 4 năm kinh hoàng, nỗi thù Khmer Đỏ vẫn còn nguyên. Hai cựu lãnh đạo Khmer Đỏ sẽ tiếp tục bị đưa ra xét xử trong một phiên tòa thứ hai về tội diệt chủng, về các cuộc hôn nhân cưỡng bức và các vụ cưỡng hiếp do chính sách tàn ác của họ.